Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị nhận định của Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích về những khó khăn của Linh Mục và cuộc khủng hoảng của giáo hội Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại gương hy sinh đấu tranh chống bạo lực của ông bà Cyprian và Dad Proza Rukumba. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách, trình bày kết luận về thần học giáo phụ trong hai thế kỷ đầu tiên. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, trưa hôm qua 22 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lại nữ vương thiên đàng, với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và ngài kêu gọi mọi người hãy đích thân gặp gỡ Chúa Phục Sinh và trở thành chứng nhân loan báo về Chúa. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn tin mừng thuật lại cảnh tượng Chúa Giêsu hiện ra với các phụ nữ đến viếng mộ Chúa. Ngài xua đuổi sợ hãi khỏi tâm hồn các bà và khuyến khích họ hãy loan báo cho các anh em những gì đã xảy ra tất cả các sách tin mừng đều làm nổi bật vai trò của các phụ nữ, bà Maria Magdala và những bà khác như những nhân chứng đầu tiên về sự sống lại. Những người đàn ông sợ hãi ở nấu trong nhà tiệc ly. Pedro và Gioan được bà Magdalena báo tin đã mau lẹ chạy đến và nhận thấy ngôi mộ mở toang và trống rỗng. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, những lời Chúa Giêsu nói với các phụ nữ đừng sợ, hãy đi và loan báo. Cả chúng ta cũng được mời gọi đích thân gặp gỡ Chúa Phục sinh và trở thành những người loan báo và là chứng nhân của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy để cho mình được sứ điệp phục sinh an ủi, đánh động và được ánh sáng vinh hiển của Chúa bao phủ. Ánh sáng phá tan bóng đêm của sợ hãi và buồn sầu. Chúa Giêsu sống lại, đồng hành cạnh chúng ta, Chúa tỏ hiện cho những ai kêu cầu và yêu mến Ngài. Trước hết, trong kinh nguyện và cả trong những niềm vui đơn sơ được sống với tinh thần đức tin và lòng cảm tạ. Chúng ta cũng có thể cảm thấy Chúa hiện diện khi chia sẻ những lúc thân tình, hiếu khách, thân hữu, chiêm ngưỡng thiên nhiên. Ước gì ngày lễ này, ngày chúng ta thường có thói quen giải trí một chút và cảm nghiệm sự nhân không giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và tịch cần chưa Chúa Nhật Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ xúc động và cầu nguyện cho các nạn nhân tám vụ khủng bố hầu như đồng loạt tại Sri Lanka, làm cho hơn 200 người chết lên tiếng vào cuối buổi công bố suy điệp phục sinh và ban phép lành với ân toàn xá cho Roma và toàn thế giới trước sự hiện diện của gần 100.000 người tại quảng trường Thánh Phaero và đường Hòa Giải. Đức Thánh Cha nói, Tôi đau buồn khi hay tin về những vụ khủng bố trầm trọng chính ngày hôm nay, ngày lễ phục sinh, gieo tang thương và đau khổ tại một số nhà thờ và các nơi khác ở Sri Lanka tôi muốn bày tỏ sự gần gũi thân thương với cộng đồng Kitô bị tấn công trong lúc tụ họp nhau cầu nguyện và với tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn ác như thế. Tôi phó thác cho Chúa tất cả những người bị thiệt mạng đau thương và cầu nguyện để tất cả những người đang chịu đau khổ vì biến cố bi thảm này Tin tức báo chí cho biết khoảng 290 người, trong đó có 35 người nước ngoài bị thiệt mạng trong tám vụ đánh bom có phối hợp tại các thánh đường và khách sạn ở thủ đô Colombo và một số thành phố khác ở Sri Lanka. Có hơn 500 người bị thương, chính phủ đã ban hành lệnh thiết quân trên toàn quốc từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Sáu vụ đánh bom đầu tiên diễn ra tại ba khách sạn hạng sang và ba thánh đường, trong đó có đền thánh An Tôn cổ kính của Công giáo tại khu phố de trong thủ đô Colombo. Trong lúc các tín hữu dự lễ phục sinh, có nhiều người thiệt mạng và 160 tín hữu bị thương tại nhà thờ này. Tại thánh đường Thánh Sebastiano ở thành Negombo có 50 người thiệt mạng. Vụ tấn công nhà thờ thuộc giáo hội tin lành Sion ở thành phố Batikwala ở miền đông Sri Lanka đã làm cho gần 300 người bị thương và được trở vào bệnh viện cứu chữa. Số người chết tại đây theo một nguồn tin báo chí có thể lên tới 27 người. Nhà thờ Thánh Anton Padova là một thánh đường cổ kính ở khu vực phía bắc thủ đô Colombo được thánh hiến cách đây 175 năm và có giữ thánh tích là lưỡi của thánh Anton dòng Francisco được đặt trong một khám đặc biệt cạnh tượng thánh nhân nhà thờ này được nâng lên hàng đền thánh quốc gia nơi có đông đảo các tín hữu đến hành hương vụ nổ thứ bảy tại một dinh thự ở Dehiwala ngoại ô phía nam của thành Colombo tên khủng bố cho bom mang trong người nổ tung tự sát và giết hại ba cảnh sát khi họ đến gần để khám xét. Vụ thứ 8 chỉ làm cho tên khủng bố tự sát bị thiệt mạng trong một khu phố ở Colombo khi hắn bị cảnh sát truy nã. Ba khách sạn hạng sang bị đánh bom là Shangri-La, Cinnamon Grand gần phủ thủ tướng và Kingsbury ở Colombo. Bộ trưởng Quốc phòng Ruwan Vivadene của Sri Lanka cho biết tất cả thủ phạm những vụ khủng bố đã bị phát triển danh tánh và ban chiều cùng ngày 21 tháng 4, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết có 24 người tình nghi bị bắt giữ. Đức Hồng y Mancom Ranjit, tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo đã chia buồn với các nạn nhân và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho đất nước. Trong một cuộc họp báo, Đức Hồng y Ranjit cũng mời gọi tất cả các công dân hãy đến các bệnh viện và bệnh xá để hiến máu cứu chữa những người bị thương. Đức Hồng Y không quên kêu gọi các bác sĩ đang dịp nghỉ lễ phục sinh này hãy trở lại làm việc để cứu vớt ít là một sinh mạng. Đức Hồng Y an ủi cộng đoàn Kitô và kêu gọi xin dân chúng giữ bình tĩnh. Về phần tổng thống Matribala Sisri Sena, ông lên án các vụ khủng bố và mời gọi các công dân hãy hỗ trợ cảnh sát trong các cuộc điều tra. Mosul, các tín hữu công giáo đã cử hành lễ phục sinh đầu tiên với Đức Tổng giám mục bản quyền tại thành phố Mosul bên Iraq sau gần 5 năm bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS trục xuất. Đức cha Mikael Najib Musa dòng Đa Minh từ 4 tháng nay là Tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc giáo hội công giáo Cande, đã cử hành thánh lễ phục sinh với 15 gia đình công giáo tại nhà thờ chính tòa thánh Phaolô, nơi có mộ vị tiền nhiệm của ngài là đức tổng giám mục Farai Raho bị quân hồi giáo bắt cóc và sát hại hồi năm 2008. Trong bài giảng, đức tổng giám mục kêu gọi các tín hữu hãy tỏ ra can đảm là Kitô hữu và ngài nói rằng nghĩa vụ của chúng ta là làm chứng cho Chúa Kitô. Đó là sứ điệp mà chúng ta muốn thông truyền cho các anh chị em chúng ta, những người thuộc các cộng đồng tín ngưỡng khác và cho toàn dân Iraq. Mosul vốn là thành phố lớn thứ hai của Iraq với 3 triệu dân cư trước chiến tranh và có hàng chục ngàn tín hữu công giáo tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 20 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Musa cho biết chỉ có 15 gia đình công giáo trở về Mosul vì tình hình an ninh tại đây còn bấp bênh, do sự hiện diện của những tên khủng bố Hồi giáo. Tuy nhiên, tại vùng bình nguyên Ninive đã có khoảng 41.000 tín hữu công giáo hồi hương sau những năm tị nạn lên miền cuộc Distan ở mạn Bắc. Đức Tổng giám mục Musa cũng kể rằng các nhà thờ ở Mosul vốn bị quân nhà nước Hồi giáo IS dùng làm nhà tù, phá hoại, đốt phá, nay đang dần dần mở cửa lại nhưng cần được tái thiết và tu bổ trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục giáo phận Mosul cũng tuyên bố rằng sẽ không có tương lai cho các tín hữu Kitô tại Iraq nếu không có công lý và ngài kêu gọi chính quyền Iraq hãy áp dụng công lý cũng như bảo đảm các quyền cho mọi công dân không phân biệt tôn giáo và bộ tộc. Các tín hữu Kitô phải được coi như những công dân Iraq với đầy đủ danh nghĩa như những người khác. Paris nhiều người tỏ ra lo âu về tình trạng sức khỏe của ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con tàu Noe và Đức tin và Ánh sáng. Ông Jean Vanier nguyên là con của trung tướng George Vanier, toàn quyền của Canada. Ông là một triết gia và thành học gia Công giáo. Năm 1964, ông từ bỏ sự nghiệp giáo sư và thành lập tổ chức Con tàu Noe chuyên săn sóc những người khuyết tật tâm trí và hiện nay tổ chức này hiện diện và hoạt động trong 135 cộng đoàn tại 33 quốc gia. Sau đó, ông cùng với bà Marie Helen Mathieu thành lập tổ chức Đức Tin và Ánh Sáng, cũng làm việc với những người khuyết tật tâm trí và gia đình bạn hữu của họ. Tổ chức này có 1.600 cộng đoàn tại hơn 80 quốc gia. Ông Jean Vanier là tác giả của hơn 30 cuốn sách về tôn giáo, tu đức và khuyết tật. Ngày 10 tháng 8 năm ngoái 2018, ông đã mừng sinh nhật thứ 90. Ông từng được rất nhiều giải thưởng và huân chương, kể cả giải Templeton, quen được gọi là giải Nobel tôn giáo. Ông sống ẩn dật từ năm 2011 trong căn nhà nhỏ ở làng Chosley Brewery, mạnh bắc nước Pháp. Chính tại nơi đây, ông đã thành lập tổ chức Con Tàu Noe. Ông Vanier đã từng bị lên cơn đau tim hồi tháng 10 năm 2017 và hiện đang được điều trị tại nhà thương theo các phương dược chống đau. Đức Thánh Cha John Paul II đã tiếp kiến và nồng nhiệt cảm ơn ông Vanier và bà Marie Helen Mathieu ở Roma năm 2002 và ngày 13 tháng 5 năm 2016 trong khuôn khổ thứ sáu lòng thương xót Đức Thánh Cha đã viếng thăm cộng đoàn Chico ở Champino, ngoại ô thuộc tổ chức con tàu Noe. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nhận định của Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, về những khó khăn của linh mục và khủng hoảng của giáo hội. <laughs> Kính thưa quý vị thính giả, trong những tuần lễ gần đây, báo chí đã nói nhiều đến cuốn sách mới của Đức Hồng Y Robert Sara bằng tiếng Pháp mang tựa đề Chiều tối đến gần và ngày đang tàn, xuất bản tại Paris ngày 20 tháng 3 vừa qua với ký giả Nicolas Dian. Đây là cuốn thứ ba trong bộ sách Thiên Chúa hoặc không gì cả, sức mạnh của thinh lặng. Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorial bên Phi Châu, năm nay 74 tuổi, từng làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Conakry, rồi làm đồng tổng thư ký bộ truyền giáo trước khi làm chủ tịch hội đồng tòa thánh Corunum Đồng Tâm. Từ năm năm nay, Ngài là tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Cùng với Đức Hồng Y Peter Tiersen, Ngài là Hồng Y Phi Châu thứ hai đang phục vụ tại tòa thánh. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Sarah về cuộc khủng hoảng linh mục trong giáo hội hiện nay và cuộc khủng hoảng của giáo hội nói chung. Đây là đề tài thường được Đức Hồng Y Sara nói đến và Ngài mạnh mẽ binh vực luật độc thân giáo sĩ trước sự kiện có những người muốn bãi bỏ luật này và cho đó là nguyên nhân gây ra nạn lạm dụng tính dục. Trong cuốn sách, Đức Hồng Y Sara nói với ký giả Nicola Diaz Tôi xác tính rằng cuộc khủng hoảng linh mục là một nhân tố trọng yếu trong cuộc khủng hoảng của giáo hội. Các linh mục bị cướp mất căn tính của mình. Người ta cố làm cho linh mục hiểu rằng họ phải là những người hữu hiệu, nhưng cốt yếu của linh mục là người tiếp tục sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta. Linh mục không được định nghĩa theo những gì các vị làm, nhưng theo căn tính của các vị là chính Chúa Kitô. Việc khám phá nhiều vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho thấy có một sự khủng hoảng sâu đậm về tinh thần. Dĩ nhiên là có những yếu tố xã hội, như cuộc khủng hoảng trong thập niên 1960, tính dục hóa xã hội. Những yếu tố ấy cũng phản ánh trong giáo hội, nhưng cần có can đảm đi xa hơn. Căn cội của những điều ấy chính là khủng hoảng tinh thần. Một linh mục không cầu nguyện không sống một cách cụ thể như chú Kito thứ hai Là người bị cắt khỏi bản chất của mình Khỏi canh cội của linh mục Rốt cục thì linh mục ấy chết Đức Hồng Y Sara cũng xác quyết rằng Các giám mục chúng tôi có một trách nhiệm nặng nề Trong cuộc khủng hoảng linh mục Chúng tôi có cư xử như những người cha của linh mục hay không Chúng tôi có lắng nghe, cảm thông và hướng dẫn họ hay không Chúng tôi có làm gương cho họ hay không các giáo phận thường biến thành những cơ cấu hành chánh, những cuộc hội họp gia tăng. Giám mục phải là gương mẫu cho các linh mục. Nhưng chúng tôi không là những người đầu tiên cầu nguyện trong thinh lặng và hát kinh thần vụ trong các nhà thờ chính tòa của chúng tôi. Tôi e rằng chúng tôi đang mất hút trong những trách vụ trần tục và phụ thuộc. Chỗ của linh mục là ở trên thánh giá, khi linh mục cử hành thánh lễ, linh mục ở nơi nguồn mạch toàn thể sự sống của mình, nghĩa là thánh giá. Sự độc thân là một trong những cách thức cụ thể giúp linh mục sống màu nhiệm thập giá này. Độc thân ghi khắc thánh giá trong thân xác linh mục. Chính vì thế, độc thân là điều không thể quan niệm được đối với thế giới ngày nay. Độc thân là một cớ vấp phạm đối với những người tân tiến, vì thập giá là cớ vấp phạm. Đức Hồng Y Sara nói, Trong cuốn sách này, tôi muốn khích lệ các linh mục. Tôi muốn nói với các linh mục rằng, hãy yêu mến chức linh mục của anh em. Hãy hãnh diện được đóng đinh cùng Chúa Kitô Đừng sợ sự ghét bỏ của thế gian. Tôi đã muốn thông truyền tình yêu của người cha, người anh cho các linh mục trên toàn thế giới. Nhận định về gương mù gương xấu của một số linh mục ảnh hưởng tai hại trên giáo hội và các linh mục khác, Đức Hồng Y nói, giáo hội ngày nay đang cùng với Chúa Kitô chịu những sỉ nhục trong cuộc khổ nạn. Tội lỗi của vài người giống như những khạc nhổ vào mặt đối với giáo hội. Một số người lợi dụng những tội lỗi ấy để tạo sức ép trên các giám mục. Người ta muốn các giám mục cũng chấp nhận những phán đoán và ngôn ngữ của thế gian. Đứng trước tình trạng đó, một vài giám mục đã nhượng bộ để rồi yêu cầu bãi bỏ luật độc thân linh mục hoặc đưa ra những lời tuyên bố nghi ngờ về những hành vi đồng tính luyến ái. Sao ta lại ngạc nhiên về điều đó? Chính các tông đồ đã bỏ trốn khỏi vườn cây dầu. Họ bỏ rơi trước Kitô trong những lúc khó khăn nhất. Tôi nghĩ, Đức Hồng Y nói, chúng ta phải thực tế và có tinh thần thực hành. Đúng vậy, có những linh mục tội lỗi, những linh mục giám mục và cả hồng y bất trung, sai đối đức khiết tịnh và cả sự thật của đạo lý và đây cũng là điều trầm trọng. Chúng ta không nên ngạc nhiên vì tội lỗi. Đang khác, cần có can đảm gọi đích danh tội ấy. Chúng ta phải có can đảm tìm được những con đường trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, đó là cầu nguyện, khổ chế, chay tịnh. Chúng ta phải sáng suốt trừng phạt sự bất trung, phải tìm những phương thế để phòng ngừa những bất trung ấy. Tôi tin rằng nếu không có đời sống cầu nguyện chung, nếu không có đời sống chung huynh đệ tối thiểu giữa các linh mục, thì sự trung thành chỉ là một ảo tưởng. Chúng ta phải trở về với gương trong tông đồ công vụ. Về những hành vi đồng tính luyến ái, chúng ta đừng rơi vào những cạm bẫy của những người lèo lái. Trong giáo hội, không có vấn đề đồng tính luyến ái, nhưng có tội lỗi và bất chung. Chúng ta đừng để cho cái từ vựng của ý thức hệ LGBT áp đặt, đồng tính luyến ái không xác định căn tính của con người nó mô tả những hành vi sai trái và tội lỗi đối với những hành vi ấy cũng như các thứ khác phương dược là điều chúng ta đã biết đó là trở về với chúa kitô để cho ngài hoán cải chúng ta khi tội lỗi trở nên công khai chống trải thì phải áp dụng hình luật của giáo hội trừng phạt là một hành vi thương xót hình phạt đền bù công ích đã bị thương tổn và giúp tội nhân chuộc lỗi trừng phạt là điều thuộc về vai trò của các giám mục trong tư cách là người cha sau cùng chúng ta phải có can đảm áp dụng rõ ràng các quy luật về việc nhận các chủng sinh không thể chấp nhận như những ứng sinh linh mục những người có tâm lý ăn rễ sâu trường kỳ trong sự đồng tính luyến ái trong cuốn sách của đức hồng y sarah có một chương nói về cuộc khủng hoảng của giáo hội đức hồng y giải thích rằng cuộc khủng hoảng của giáo hội trước tiên là một cuộc khủng hoảng đức tin người ta muốn biến giáo hội thành một xã hội phàm nhân và chiều ngang người ta muốn giáo hội nói ngôn ngữ của các cơ quan truyền thông muốn làm cho giáo hội nổi tiếng bình dân hợp lòng dân một giáo hội như thế chẳng làm cho ai quan tâm Giáo hội chỉ làm cho người ta quan tâm chú ý vì giáo hội giúp chúng ta gặp Chúa Giêsu. Giáo hội chỉ hợp pháp vì thông truyền cho chúng ta mặc khải. Khi giáo hội trồng chất những cơ cấu phàm nhân, thì cản trở vinh quang của Thiên Chúa trong và qua giáo hội. Chúng ta bị cám dỗ tưởng rằng hoạt động của chúng ta, những ý tưởng của chúng ta sẽ cứu vãn giáo hội. Tốt hơn nên bắt đầu để cho mình được giáo hội cứu vãn tôi tin rằng chúng ta đang ở trong một khúc quanh của lịch sử giáo hội đúng vậy giáo hội đang cần một cuộc cải tổ sâu rộng và phải bắt đầu từ lối sống của các linh mục nhưng tất cả những phương thế ấy đều nhắm phục vụ cho sự thánh thiện của giáo hội giáo hội là thánh nơi bản chất do tội lỗi và những lo lắng trần tục chúng ta cản trở không để sự thánh thiện của giáo hội chiếu tỏa rạng ngời nơi giáo hội nay là lúc phá đổ những siêu cơ cấu ấy để giáo hội được xuất hiện như Chúa đã thành lập giáo hội. Nhiều khi ta tưởng rằng lịch sử giáo hội được ghi dấu bằng những cải tổ cơ cấu. Tôi chắc chắn rằng chính các thánh đã thay đổi lịch sử. Các cơ cấu đến sau và chỉ kéo dài hoạt động của các thánh. Chúng ta cần các vị thánh có can đảm mang một cái nhìn đức tin trên mọi sự, có can đảm chứa tỏa dưới ánh sáng của Thiên Chúa cuộc khủng hoảng thần học luân lý là hậu quả của một sự cố tình mù quáng chúng ta từ khước nhìn cuộc sống trong ánh sáng đức tin trong phần kết luận cuốn sách tôi nói về nọc độc mà tất cả chúng ta là nạn nhân đó là chủ thuyết vô thần lỏng nó xâm nhập mọi sự thậm chí cả trong các bài diễn văn của giáo sĩ nọc độc đó hệ tại chấp nhận những lối tư tưởng và đời sống hoàn toàn là ngoại giáo và trần tục song song với đức tin chúng ta hài lòng về cuộc sống chung phản tự nhiên này nó chứng tỏ rằng đức tin của chúng ta trở nên lỏng lẻo và không còn vững chắc nữa cuộc cải tổ đầu tiên phải làm là ở nơi chính tâm hồn chúng ta nó hệ tại không thỏa hiệp với gian dối nữa đức tin đồng thời là kho báu chúng ta muốn bảo vệ và là sức mạnh giúp chúng ta bảo vệ đức tin. Về tình trạng các tín hữu Kitô ngày nay chỉ là một thiểu số và mặc dù có nhiều cố gắng loan báo tin mừng của các thừa sai, Đức Hồng Y Sara giải thích rằng các tín hữu Kitô phải là những thừa sai, họ không thể giữ riêng cho mình kho tàng đức tin. Công cuộc truyền giáo, rao giảng tin mừng vẫn là một điều cấp thiết về tinh thần làm sao chúng ta có thể ngủ yên hàn khi còn bao nhiêu người không biết chân lý duy nhất giải thoát là Chúa Giêsu Kitô? Trào lưu duy tương đối lan tràn đến độ coi sự đa nguyên tôn giáo tự nó là một điều thiên hảo. Không phải vậy, chân lý sung mãn được ma khải và được giáo hội công giáo đón nhận phải thông truyền, công bố, rao giảng. Nhưng đối tượng việc loan báo tin mừng không phải là để thống trị thế giới, mà là để phụng sự Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên rằng chiến thắng của Chúa Kitô trên thế gian là thập giá. Chúng ta không được ham muốn thống trị bằng quyền lực trần thế. Việc loan báo tin mừng được thực hiện bằng thập giá. Các vị tử đạo là những thừa sai đầu tiên, dù rằng trước mắt người đời, cuộc sống của các vị là một thất bại đối tượng việc loan báo tin mừng, không phải là trở thành số đông theo tiêu chuẩn của các mạng xã hội muốn gây tiếng vang, muốn được nói đến. Mục tiêu của chúng ta không phải là nổi tiếng trong các phương tiện truyền thông, nhưng là làm sao để mỗi linh hồn, tất cả các linh hồn được Chúa Kitô cứu độ. Loan báo tin mừng không phải là một vấn đề thành công, nhưng là một thực tại nội tâm sâu xa và siêu nhiên. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại gương hy sinh đấu tranh chống bạo lực của ông bà Cyprian và Dabros Rugumbe. trong 100 ngày xảy ra cuộc diệt chủng tại Rwanda từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1994, gần một triệu người Rwanda đã thiệt mạng. Trong đó có vợ chồng Sirian và Dabrose Rugumba. Câu chuyện của vợ chồng Rugumba là một câu chuyện của chủ nghĩa vô thần và đức tin chân thành sốt sắng của một cuộc hôn nhân căng thẳng và một tình yêu vượt thắng mọi thử thách của một cuộc hoán cải mạnh mẽ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Ông bà Sirian và Daphrose bị sát hại cách đây 25 năm, vào đầu cuộc diệt chủng. Ngày nay, án phong chân phước cho họ đã được khai mở và ảnh hưởng của họ vẫn còn tồn tại thông qua cộng đồng Emmanuel, một hiệp hội công giáo quốc tế của các tín hữu tập trung vào việc giàu thánh thể, lòng từ bi và truyền giảng tin mừng mà vợ chồng Rugamba đã mang đến Rwanda. Khi còn là một thanh niên, Cyprien đã gia nhập chủng viện nhưng đã gặp nhiều khó khăn. Cyprien bị sốc bởi những xì căng đan mà các chủng sinh khác gây nên và bị nản chí vì những tác phẩm của các triết gia phê bình chống đối giáo hội công giáo. Cuối cùng, Cyprien đã rời chủng viện và cũng rời xa con đường đức tin. Sau đó, Sirian đã thành công trên con đường nghệ thuật. Ông trở thành một thi sĩ, nhà văn và nhà sáng tác. Ông trở thành một quản trị viên của chính phủ có ảnh hưởng và đã giúp bảo vệ và khuyến khích việc thành lập nghệ thuật truyền thống của Rwanda. Vào năm 1963, khi hôn thê của Sirian qua đời, ông được yêu cầu cưới người em họ của cô ta, một tín hữu công giáo sùng đạo để tôn trọng khế ước với gia đình của cô. Họ đã kết hôn với nhau vào năm 1965. Con đường hôn nhân này đầy những sỏi đá khó khăn và cuối cùng là cuộc chia tay kéo dài 8 tháng. Ngay cả khi hai người hòa giải với nhau, Sirian liên tục không trung thành với vợ của mình, thậm chí còn có đứa con ngoài hôn nhân. Ông còn nhạo cười lòng sùng đạo, siêng năng cầu nguyện của vợ mình và giáo hội công giáo. Tuy nhiên, Dabrosse vẫn không bị khuất phục, vẫn đứng vững trong đức tin của mình và kiên quyết trong niềm tin của mình về sự thánh thiện của hôn nhân. Bà không ngừng cầu nguyện để cho chồng hoán cải và nuôi dạy 10 đứa con của họ trong đức tin, đưa các con đi lễ cùng với mình. Năm 1982, Sirien bị bệnh nặng. Các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân tình trạng của ông. Trước khi chết, ông đã có một khoảnh khắc hoán cải mạnh mẽ tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa và tình yêu của người dành cho ông. Trải nghiệm này, điều mà sau này ông cho là nhờ những lời cầu nguyện không mệt mỏi của vợ ông dành cho mình, đã dẫn đến một sự thay đổi hoàn toàn của cuộc đời ông. Sau 17 năm trong cuộc sống hôn nhân khó khăn, quan hệ giữa ông Syrien và bà Davrosé đã được đổi mới, được liên kết bằng sự trung thành và không ngừng cùng nhau đâm sâu trong đức tin và niềm vui. Những người biết ông Cyprian đều nhận thấy ông trở nên khiêm nhường và sống tích cực hơn, tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của ông. Năm 1989, ông bà Cyprian và Dabrosé đã gặp gỡ Cộng đoàn Emmanuel, một tổ chức công giáo hiện diện trên toàn thế giới, nhắm đến tinh thần môn đệ và truyền giảng tin mừng bằng cầu nguyện và bác ái. Năm sau đó, Ông bà đã thành lập một chi nhánh của cộng đoàn ở Rwanda. Trong 4 năm sau đó, họ đã dành thời gian cho cộng đoàn đang phát triển nhanh chóng này. Nhưng trong khi đời sống hôn nhân của họ đang tràn ngập niềm vui và bình an, thì đất nước của họ lại bắt đầu bất an. Căng thẳng bộ tộc kéo dài hàng thập kỷ từ thời dân bỉ bắt đầu trở lại với bạo lực do những nhà chính trị cực đoan tuyên truyền. Tháng 4 năm 1994, các căng thẳng bùng phát thành những cuộc đổ máu điên cuồng. Khi các thành viên của chủng tộc, đa số Hutu, cầm dao rửa và sát hại những người láng giềng, Tutsi, thiểu số, bạn bè và đồng nghiệp của họ. Trong cuộc diệt chủng kéo dài 100 ngày sau đó, ước tính có khoảng 1 triệu người đã thiệt mạng. Ông Cyprien, người nổi tiếng trong nước vì công việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống, đã chiến đấu chống lại sự căng thẳng và ngày càng tăng. Ông đã tố cáo các chương trình phát thanh bạo lực và gây chia rẽ và việc ghi tên sắc tộc vào thẻ căn cước. Trong cộng đồng Emmanuel, ông Syrian đã nhấn mạnh rằng cả sắc tộc Hutus và Tusi đều được chào đón. Ông nhấn mạnh đến sự hiệp nhất được đặt nền tảng trên Chúa Kitô là trung tâm của cộng đồng. Ông nói, chúng ta chỉ có một nền tảng đó là của Chúa Giêsu. Nhưng những lời chỉ trích thẳng thắn của ông về những kẻ gây ra bạo lực đã thu hút sự chú ý và khiến gia đình Rugumba trở thành mục tiêu. Vào sáng ngày 7 tháng 4 năm 1994, bắt đầu cuộc diệt chủng. Ông bà Sirien và Davrosi đã bị sát hại tại nhà của họ, cùng với 6 trong số 10 đứa con của họ, sau một đêm chầu thánh thể. Án phong chân phước cho ông bà Sirian và Dabrosi đã được bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 năm 2015 và cuộc điều tra ở cấp giáo phận đang được tiến hành. Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thành học, Linh Mục Phan Thích Thành xin trình bày về đề tài, kết luận về thành học giáo phụ trong hai thế kỷ đầu tiên. <laughs> Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã điểm qua cái giáo phụ thuộc hai thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Một đàn họ tiếp nhận truyền thống các thánh tông đồ và đã trung thành bảo vệ giữa một thế giới thù nghịch. Không ít vị đã lấy mạng sống để trả giá cho sự trung thành. Đàn khác họ tìm cách trình bày chân đích đức tiên cho người ngoại đạo nhằm xóa tan những thiên kiến hiểu lầm. Họ cũng không ngần ngại đối thoại với văn hóa đương thời, tiếp nhận những giá trị cao đẹp của triết học mở màn cho các trường phái thần học trong tương lai. Chúng ta cũng ghi nhận tính cách đa dạng của các giáo phụ vào thời này, trong đó do ảnh hưởng của văn hóa giáo dục. Các giáo phụ Hy Lạp thì có lối tiếp cận khác với các giáo phụ Latin. Để kết thúc trong bài hôm nay, chúng tôi muốn bổ túc hai điều về tầm quan trọng của các giáo phụ thuộc hai thế kỷ đầu tiên đối với đức tin Kitô giáo. Điểm thứ nhất, sự xác định quy định sách thánh. Điểm thứ hai, vai trò của truyền thống. Thứ nhất, sự xác định quy định sách thánh. Các giáo phụ ý thức rằng mình rao giảng mặc khải của Chúa Kitô chứ không phải một thứ học thuyết nào. mà làm thế nào biết được đâu là mặc khải Kitô tô giáo? Câu trả lời khá đơn giản. Mà khải Kitô tô giáo được chứa đựng trong kinh thánh. Thế nhưng kinh thánh là gì? Và thời Chúa Giêsu ở tông đồ, kinh thánh đã hiểu về các tác phẩm mà ngày nay chúng ta gọi là cựu ước thế còn tác phẩm Tân ước thành nên từ hồi nào câu trả lời không đơn giản trong những thế kỷ đầu tiên của xã hội không có một công đồng nào được triệu tập để xác định nội dung của Tân ước từ đó ta có thể đoán được tính cách phức tạp của vấn đề tác phẩm nào nhìn nhận là kinh thánh và hậu nhiên tác phẩm nào bị coi như là ngụy thư dựa theo các chứng tích khác nhau của thời các giáo phụ các học giả đưa ra giả thiết về ba tiêu chuẩn sau đây Thứ nhất, nguồn gốc tông đồ. Thứ hai, sự chứng nhận các giai đoạn. Và thứ ba là đạo lý tinh truyền. Thứ nhất, tiêu chuẩn quan trọng nhất là nguồn gốc tông đồ, nghĩa là các tác phẩm do một tông đồ viết ra. Tiêu chuẩn này xem ra khá đơn giản, nhưng mà trên thực tế không dễ gì áp dụng, bởi vì, vì thời xưa đâu có chuyện nạp bản quyền cầu chứng tại tòa. Thiếu gì tác phẩm mạo ra các tông đồ, nhưng đâu có được nhìn nhận. Ngược lại, có những tác phẩm chỉ đúc bóng các tông đồ mà là được nhận, chẳng hạn như các tác phẩm của Luca, Marco và thư gửi Hebrew. Tiêu chuẩn thứ nhất, nguồn gốc tông đồ cần được bổ túc với tiêu chuẩn thứ hai, đó là sự chứng nhận của các giáo đoạn địa phương. Những giáo đoạn nào đã nhận được tác phẩm của các tông đồ sẽ đứng ra chứng thực tính cách xích chính xác của nó. Chắc hẳn rằng có sự trao đổi nào đó giữa các giáo đoạn với nhau. Dần dần, vài giáo đoàn nổi bật, chẳng hạn như Roma Hy Lạp, Tiểu Á, để gây ảnh hưởng đối với các giáo hội giáo đoạn khác. Dù sao, chúng ta nên, nên hiểu việc nhìn nhận theo kiểu một hành vi pháp lý có một văn bản công chứng. Một tác phẩm được khoa là nhìn nhận khi được sử dụng, nghĩa là được tuyên đọc vào buổi cử hành phục vụ hoặc được trích dẫn trong các bài giảng. Một tiêu chuẩn thứ ba không kém quan trọng là đạo lý tinh tuyển. Nếu tác phẩm nào nhiễm mùi lạc giáo thì chắc chắn là không thể nào chấp nhận được lý do tại sao sách khởi huyện bị hoài nghi trong một thời gian, bởi vì lạc giáo thiên niên đã dựa vào đó để bên việc lập trường của mình. Từ các nhận xét vừa nói, chúng ta sẽ hiểu rằng không phải tất cả các tác phẩm tương ước đã được nhìn nhận vào cùng một lúc và trong tất cả các giai đoạn. Đối lại, có những tác phẩm được một vài giai đoạn nhìn nhận nhưng bị giai đoạn khác loại bỏ và rồi biến dạng luôn. Dựa theo chứng tích và thời các giáo phụ, các trạng tiến triển của sự thành hình quy điển có thể mô tả như sau. Trong thư thứ hai của phê chương 3 câu 15, các tác phẩm của ông Phaolô được đặt ngang hàng với kinh thánh cựu ước. Tiếc rằng tác giả không kê ra danh sách các thứ đó. Ngoài ra, các học giả không nhất trí trong việc xác định thời gian biên soạn thư thứ hai của phê có thể kéo dài tới khoảng năm 100 hay là 120. Vào giữa thế kỷ thứ hai, khoảng năm 150, Thánh Justino giải thích cho hoàng đế Roma là Antonio Pio nội dung các buổi họp các kỹ thuật như thế này. Ngày Chủ nhật, tất cả chúng tôi, dân cư thành thị khai thôn quê, tụ họp nhau tại một địa điểm. Người ta đọc kỹ các tông đồ hay các sách thánh của ngôn sứ tùy theo thời gian cho phép. Như vậy, trong các buổi cử hành thánh lễ, của nàng kỹ hữu đã đọc các tác phẩm của các tông đồ. Và ông Justino còn thêm các sách phúc âm, cùng với các sách thánh cử ước nhưng mà tác giả không cho biết con số các sách phụ âm và tác phẩm các tông đồ. Có lẽ một sự kiện ngoài ý muốn đã thúc đẩy hội thánh phải xác định sổ bộ kinh thánh là các lạc giáo. Từ thế kỷ thứ hai, một vài nhóm lạ, lạ ngộ đạo đã lưu vào hành một vài tác phẩm họ coi là sách thánh. Do đó, các giáo phụ cần phải xác định những tác phẩm nào thực sự truyền lại giáo huấn chân chính. Theo cái sự ra, một biến cố nổi bật nhất là chủ thức ông Machione, khoảng năm 144. Ông gọi bỏ tất cả các sách cử ước và thiết lập một danh sách kinh thánh chỉ bao gồm 10 tư thánh follow và phúc âm Luca. Để phản ứng lại, các giáo đoàn nhận thấy nhu cầu thiết lập một danh sách đầy đủ các tác phẩm kinh thánh, bao gồm cả cựu ước ở lẫn tương ước. Cách đó không lâu, ông Cassiano khoảng năm 170 đã soạn ra quyển Diatessaron như là phúc âm tinh hoa rút từ bốn cửa phúc âm Điều này giả thiết rằng bốn cửa phúc âm đã được tu hành trong hội thánh rồi. Tuy nhiên, sự kiện một cá nhân tự tiện biến báo bản văn sẽ mở đường cho các dự án thêm thắt rút gọn các tác phẩm kinh thánh. Và để ngăn chặn nguy cơ đó, hội thánh đã xác định những tác phẩm nào thuộc về kinh thánh, và do đó không ai được sửa đổi, của các tác phẩm nào chỉ là thuần túy do sáng kiến tự nhân. Sang thế kỷ thứ hai, nhiều giáo vụ đã trích dẫn các tác phẩm của tân ước song hành với tác phẩm cựu ước và thời này xuất hiện một danh một các sách tương ước được lưu hành tại Roma hồi cuối thế kỷ thứ hai mang tên là Fragmentum Moratorianum bởi vì do sự ra Ludovico Antonio Moratori tìm thấy năm 1740 trong một thủ bản lưu giữ tại Thư viện Milano. Trong, danh sách này, thiếu các tác phẩm sau, thư gửi do Thái, thư Jacobe, một và hai phê một thư của Doan, nhưng là thêm sách khôn ngoan được quanh dạng của Tân Ước và sách khải huyền của Ferro. Quyển sách này được chấp nhận một cách dễ dàng. Theo sự gia Eusebio, ông Origen vẫn còn đặt nghi vấn về thứ thứ hai của Ferro, thứ thứ hai và thứ thứ ba của Joan. Chiếm Eusebio khi tra cứu về lưu truyền chung qua các tác phẩm tương ước đã phân biệt ba hạng như thế này. Một, các tác phẩm được hết tất cả mọi nơi chấp nhận. Hai, các tác phẩm còn trong vòng tranh luận. Trong số này có Jacob và Thư Cửi Judah thư của Judah, và thứ ba, các tác phẩm giả mạo. Phải chờ tới cuối thế kỷ thứ bốn mới thấy có sự đồng nhất giữa các giai đoạn bên đông phương, thân Athanasius từ mừng lễ phục sinh năm 367, và các giai đoạn bên tây phương, thánh Augustino, công đồng Catego, thứ ba năm 397, về danh sách 27 tác phẩm tân ước. Dù vậy cũng còn một vài dị biệt tại một vài giai đoạn. Bên Ai Cập, một vài bản danh sách, thêm cả thư Clemente và thư của Barnabé. Bên Syria và Antiochia, bảy thư công giáo và sách khải huyền được nhìn nhận muộn hơn, như là thêm thư thứ thứ ba của Corinto. Cô định ghi nhận thứ từ các sách trong quy điển. Bốn sách phúc âm luôn luôn được xếp hàng đầu, kế đó là tông đồ công vụ. Bên Đông có khuyên hướng xếp bảy thư phổ quát trước 14 thư của Thánh Phaolô, còn bên Tây theo thứ tự ngược lại. Sách khải huyền luôn luôn được xếp ở cuối cùng việc xác định quy định sách thánh đương nhiên bao hàm việc loại trừ các ngụy thư. Tiếng gọi ngụy thư, Apocrypha, dễ gọi đến ý tưởng là sách nghịch đạo. Thực sự không phải như vậy. Trong các thế kỷ đầu tiên, chúng được hiểu như là sách không nên đọc chính thức trong các buổi học phụng vụ, chứ chưa hẳn là sai lầm. Dưới khía cạnh lịch sử, các ngụy thư đôi khi là chứng tá của mình niềm tin bình dân tại một vùng hay một thời nào đó, chẳng hạn như là quyển phúc âm đầu tiên của Thánh Jacobin, và còn để lại nhiều ảnh hưởng trong phụng vụ. Điểm thứ hai, vai trò truyền thống. Có việc xác nhận quy định tân ước, chúng ta thấy rằng vai trò quan trọng của truyền thống. Truyền thống nhìn nhận các tác phẩm nào thực sự truyền lại đạo lý các thánh tông đồ. Thực ra, vấn đề truyền thống được nêu lên đặc biệt cho thánh Irenio trong cuộc tranh luận với nhóm ngộ giáo. Họ giải thích kinh thánh theo đường lối riêng tư mà họ tuyên bố rằng mình đã nhận được từ bí truyền. Duy những ai gia nhập vào nhóm của họ qua nghi thức khai tâm mới được truyền thụ các bí mật đó. Đối lại, thấy Irenio khẳng định rằng, khi tô giáo chẳng có bí truyền nào hết. Quy chuẩn đức tin được duy trì cách trung thành qua hội thánh tông truyền. Đó là cơ quan của hội thánh tông truyền. Thì Irenio trả lời rằng, chúng ta có thể đón nhận lời giảng của thánh tông đồ qua các sách thánh quy điển và giáo huấn của các vị giáo mục những người kế nhiệm các tông đồ. Các nhóm ngộ giáo không có các cơ quan đó. Như vậy, truyền thống hoặc lưu truyền được hiểu như là sự giả thích kinh thánh được phản ánh nơi các tín biểu của hội thánh và huấn giáo của các giáo mục. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lại nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero và Ngài kêu gọi mọi người hãy đức thân gặp gỡ Chúa Phục sinh và trở thành chứng nhân loan báo về Chúa. Vatican, Trưa Chủ Nhật Phục sinh vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ xúc động và cầu nguyện cho các nạn nhân tám vụ khủng bố hầu như đồng loạt tại Sri Lanka làm cho hơn 200 người chết. Mosul, các tín hữu công giáo đã cử hành lễ phục sinh đầu tiên với Đức Tổng giám mục bản quyền tại thành Mosul sau gần 5 năm bị nhà nước Hồi giáo IS trục xuất. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.